máy này được cải tiến lên và nó có những cái ưu điểm, nó hoạt động dựa theo nguyên lý đĩa quay, đĩa xay. Đĩa xay này thì nó làm nhanh và dễ vệ sinh, dừa xay ra sẽ nhỏ hơn. Trải qua khoảng thời gian suốt nhiều tuần mày mò tìm tòi nghiên cứu, anh Trương Công Hoàng đã cho ra đời một chiếc máy hoàn chỉnh với cấu tạo gồm có khung máy, động cơ, trục, đĩa xay dừa, xô chứa dừa miến và khay đựng dừa xay. Hoạt động với động cơ 475W, công suất 1.400 vòng mỗi phút, chiếc máy này có thể xay được khoảng 350 trái dừa mỗi giờ. Đây được xem là một kết quả hiếm thấy từ trước đến nay trong công nghệ máy xay dừa. Có lẽ điều đặc biệt nhất là ở các loại máy hiện nay thì mỗi lần xay chỉ có thể thực hiện với từng cái một. Nhưng với chiếc máy của anh Hoàng thì người sử dụng có thể đồng loạt bỏ vào cùng lúc nhiều trái dừa mà máy vẫn hoạt động tốt, dừa xay ra vẫn đạt được chất lượng như mong muốn. Trong quá trình làm máy này thì phải đi thay lại nhiều lần, làm lại lặp lại nhiều lần. Ví dụ chẳng hạn như là cái đĩa xay ấy, rồi mình phải mài, mình hàn vô lặp đi lặp lại là tầm khoảng gần 300 lần. Rồi phải đi mua chạy nhiều nơi để mà mình tìm kiếm cái nguyên liệu. Không chỉ dừng lại ở mỗi máy xay dừa mà trong bộ sưu tập máy móc của chàng kỹ sư trẻ cũng có cả chiếc máy bốc vỏ dừa được thiết kế theo cách thức vô cùng sáng tạo, hỗ trợ việc bóc tách vỏ dừa trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Và bên cạnh đó cũng không thể không nhắc tới một sáng chế vô cùng độc đáo khác của chàng kỹ sư trẻ này. Đó chính là chiếc máy bốc trứng gà rất độc đáo này. Với công suất bóc tách 3.000 vỏ trứng mỗi giờ, chiếc máy này có thể tự động bóc sạch vỏ bên ngoài và để lại một quả trứng nguyên vẹn như thế này. Là một người trẻ, anh Hoàng không chọn cho mình một lối đi an toàn ổn định như bao người khác, mà quyết định khởi nghiệp bằng chính sự sáng tạo, tính kiên nhẫn của mình để tạo nên các sản phẩm hữu ích phục vụ cho ngành công nghệ cơ khí, hỗ trợ việc sản xuất cho các cơ sở, doanh nghiệp. Vụ sạt lở mới đây xảy ra vào lúc 12 giờ đêm qua 25 tháng 10 trên địa bàn ấp Long Hòa với chiều dài trên 20 mét, ăn sâu vào đất liền từ 4 đến 5 mét, gây ảnh hưởng đến 3 ngôi nhà liền kề của người dân. Các hộ này phải tháo dỡ phần trước của ngôi nhà để tránh sạt lở. Tuy nhiên, do chưa có nền bố trí nên bà con phải sống tạm ở một nửa sau của ngôi nhà trong nỗi lo sạt lở. Nhà tuốt ngoài cái gòn, tuốt ngoài đó. Tuốt ngoài đó đó, rồi lỡ hồi 12 giờ đêm. Rồi giờ đồ vô liền vô trong chứ... trước là ra cái khúc ở sau đó ở tạm vậy thôi chứ chưa có đất ở anh. Dạ khúc sau có mấy mét à. Sống ở tạm đó với sao giờ đâu có đất đâu. Dạ muốn cho mấy ổng có cái nền, cho cái nền với ở chỗ ăn chỗ ở rồi cho con cái nó ổn định. Hiện tại nước lũ khu vực này đang rút xuống tạo thành vực sâu trên 3 mét, đồng thời do kết cấu đất và cát nên vẫn còn xuất hiện nhiều vết nứt lớn và có nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào. Thưa quý vị, với những hiểm nguy mà bà con đang phải đối mặt và để các hộ dân không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, rất hy vọng qua đây, chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng vào cuộc và có phương án hỗ trợ người dân một cách thiết thực và kịp thời nhất. Thưa quý vị, rượu vào dao kiếm ra đang là một thực trạng rất đáng báo động. Cha giết con, anh giết em, bạn bè đâm chém nhau. Liên tiếp những vụ án khủng khiếp đã xảy ra thời gian gần đây, mà nguyên nhân của nó chỉ bắt đầu sau những ly bia chén rượu trên bàn nhậu. Liên quan đến vấn nạn mà Như Nguyễn vừa mới đề cập, cũng vì lời qua tiếng lại trong một cuộc nhậu, một thanh niên ở Cà Mau chỉ mới 18 tuổi đã đâm chết bạn nhậu một cách tàn nhẫn. Trong diễn tiến mới nhất, hôm qua ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc. Bản án thích đáng nào dành cho bị cáo manh động này? Mời quý vị theo dõi diễn biến tại tòa. Theo hồ sơ vụ án, vào khuya ngày 22 tháng 5, Nguyễn Văn Điện sinh ngày 14 tháng 12 năm 2000, thường trú ấp 1 xã Thới Bình, huyện Thới Bình. Phan Quốc Bảo sinh năm 1999, ngụ ấp 5 xã Thới Bình, cùng hai người bạn có tổ chức tiệc nhậu tại phòng trọ. Trong lúc nhậu, giữa Điện và Bảo có xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Điện đến phòng trọ của người quen mượn một con dao, nói là để gọt trái cây, nhưng sau đó quay lại phòng trọ và đâm nhiều nhát vào người Bảo làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Điện bỏ trốn khỏi địa phương và được gia đình vận động ra đầu thú tại cơ quan công an. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Điện 15 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một thông tin mà nhiều bà con cần phải rất lưu tâm đây. Sở dĩ như Nguyễn nói như vậy là bởi rất nhiều bà con nông dân khi đi làm đồng thường có thói quen là dựng xe máy, xe đạp hay là để tài sản ở mép đường hay là bờ ruộng cách xa nơi làm việc.
Và đây tất nhiên là miếng mồi không thể dễ dàng hơn cho bọn trộm cướp ra tay chiếm đoạt tài sản. Trường hợp tương tự vừa mới xảy ra với một anh nông dân ở Vĩnh Long khi anh này đi thăm ruộng và đậu xe trên đường mà không rút chìa khóa. Tất nhiên là khi trở lại thì chiếc xe đã không cánh mà bay thưa quý vị. Qua điều tra trước đó, Nguyễn Nhật Trường, 21 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, phát hiện xe mô tô biển số 64K1-13338 trị giá trên 35 triệu đồng của anh Đinh Quốc Thái, 37 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đang đi ruộng đầu cặp đường giao thông nông thôn thuộc xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân. Quan sát không có người trông coi, chìa khóa vẫn còn để trên xe, nên Trường liền lấy trộm và chạy qua thành phố Cần Thơ thay đổi bộ áo màu sơn mới. Sau đó, đối tượng điều khiển xe đến nhà người quen cất giấu. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Trường là thủ phạm nên đưa về làm việc và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Không còn là những chuyến hàng vận chuyển lén lút được cất giấu tinh vi, thời gian gần đây tình hình buôn bán và vận chuyển ma túy đang trở nên manh động và công khai hơn. Khi mà người dân chưa hết ngỡ ngàng với việc hai thanh niên lái xe bán tải chở hơn 300kg ma túy bị bắt cách đây ít hôm, thì mới đây, một thanh niên tại Vĩnh Long lại ngang nhiên thuê xe ô tô lên thành phố Hồ Chí Minh tìm mua ma túy để mang về bán kiếm lời. Sáng nay, 26 tháng 10, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự và lấy lời khai đối tượng Lê Hoàng Quân, 27 tuổi, ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khi kiểm tra ô tô biển số 64A-05808 do Quân thuê của dịch vụ cho thuê xe, lực lượng công an phát hiện và thu giữ trên người của Quân một bịch ni lông được hàn kín hai đầu. Bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng xác định là ma túy đá có trọng lượng 103 gram. Quân khai nhận đã thuê xe ô tô trên đến quận 8 thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy mang về để sử dụng và bán cho các con nghiện tại địa phương. Được biết, đối tượng Quân có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mực nước lũ trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang xuống nhanh. Do đó, tại các cống kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao đã mở cho các phương tiện giao thông đường thủy đi lại. Tuy nhiên, hàng ngày cứ vào tầm khoảng 16 đến 17 giờ chiều, nhiều người dân địa phương, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, lại kéo nhau tắm sông dọc bờ thềm ngay miệng cống như thế này đây. Ghi nhận tại cống K16 thuộc xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, vào các buổi chiều thường có hơn 20 trẻ em và người lớn tụ tập ngay miệng cống bơi lội thản nhiên. Nhiều trẻ tự bơi, tự nhảy, hò reo phấn khởi, chạy trên thành cống rồi nhảy xuống mặt nước để thỏa mãn cơn thích. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước tình trạng trên, rất mong các bậc phụ huynh và gia đình có trẻ nhỏ nên chủ động ý thức không cho trẻ tắm sông ngay miệng cống. Các ngành chức năng địa phương cần chủ động tuyên truyền, vận động người dân và giám sát nhắc nhở, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường, nguy cơ bệnh tật, rạn nứt tình làng nghĩa xóm hay thậm chí là thưa kiện dẫn nhau ra tòa. Đó là những hệ lụy kéo theo từ thực trạng chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo môi trường. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít trong vô vàn những xung đột xảy ra do xả thải trong chăn nuôi. Sở dĩ như Nguyễn nói như vậy là vì hiện nay, tại nhiều địa phương ở miền Tây chúng ta, việc chăn nuôi nhỏ lẻ với cách xả thải không qua xử lý là rất phổ biến. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, một trong những địa phương đang nhức nhối bởi vấn nạn này. Vụ nào hôm nay là 3 vụ rồi đó, không có trồng được. Ô nhiễm chung vậy, nếu mình không nói thì mình chịu hoài, mình không thể chịu được. Những bức xúc trên xuất phát từ chuồng nuôi heo của bà Trần Thị Diễm ở xã Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Theo một số người dân, chuồng heo này thường xuyên xả thải trực tiếp ra ao nước bên cạnh. Có thời điểm nước thải tràn ra mương và mảnh vườn phía sau làm bốc mùi hôi thối, khiến các hộ dân này rất bức xúc. Bà nuôi heo đó, bà thải nước ra hoài vậy đó, làm sao mà đâu có trồng chặt gì được đâu. Thải nước ra, ba cái nước nó ra, nó hôi, ba nước dơ nó ra, là trồng cây trái nó chết chừng. Lên mâm cơm ăn thì nghe cái mùi hôi đó mình khá là khó chịu, cho nên là mình không thể nào mà chịu nổi. Còn vấn đề là bên con cháu trong gia đình, đồ con nít đồ nữa thì nó thường bị ảnh hưởng tới dị ứng bên mùi hôi đó, là bên bị bệnh bên đường hô hấp đó. Theo lý giải của bà Diễm, gia đình bà nuôi heo được khoảng 6-7 năm nay, nhưng chỉ khoảng 2 năm trở lại đây mới nuôi số lượng nhiều, với tổng đàn khoảng 30 con. Việc chưa xây dựng hầm bioga là chưa đủ kinh phí. Cô nói là năm nay cô có tiền, cô làm cái bioga bên kia, mà cô chưa có tiền, làm cái oxit á, mà mình không có tiền, đâu có tiền làm. Còn đây là thư phản hồi của Ủy ban Nhân dân xã Tân Kiều trả lời khiếu nại của ông Võ Văn Trông về việc chuồng heo cạnh bên gây mùi hôi thối xảy ra vào giữa năm 2017.
Trong thư, Ủy ban nhân xã xác nhận hộ nuôi này đã xây dựng hầm bioga. Tuy nhiên, quá trình vận hành còn bị rò rỉ nước thải gây ô nhiễm. Địa phương đã đề nghị hộ nuôi cam kết khắc phục. Tuy nhiên, đây là những gì quan sát được gần đây tại khu vực gần chuồng nuôi này. Phía sau chuồng heo là mương nước đen ngòm, kèm theo đó là mùi hôi rất khó chịu. Trước giờ thì hồi lúc mà ổng chưa làm á, thì coi như vậy là chưa có ai nói gì với nhau mít lòng. Nhưng mà từ hồi ổng làm giờ là cũng như hai nhà cũng mít lòng với nhau, rồi không ai tới ai. Rửa xuống thì nhiều khi ba cái nước đó, nó đầy cái bồn, nó đầy cái đìa đó là nó phải xả, buộc xả là ô nhiễm. Lên lúa là lội, là thằng con tôi mà xịt thuốc là ngứa giò, là lên là mua thuốc sức luôn. Thưa quý vị, để từng bước giải bài toán môi trường đang nan giải hiện nay, có lẽ các địa phương cần phải thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho các hộ chăn nuôi nắm bắt, thực hiện các điều kiện cần thiết để hoạt động chăn nuôi an toàn với môi trường. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ bà con áp dụng các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi để có thể giảm thiểu tối đa tình trạng đang trở nên nhức nhối này. Thưa quý vị, đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe máy vừa xảy ra vào tối qua ngày 25 tháng 10 trên đường Nguyễn Thị Thập, quốc lộ 60, tỉnh Tiền Giang. Hậu quả vụ tai nạn khiến cho một người phụ nữ bị thương nặng được người dân gọi xe cứu thương đến để đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 10, xe máy mang biển kiểm soát 47N89314 do một người đàn ông khoảng 60 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập, quốc lộ 60, hướng đi từ đường Ấp Bắc về cầu Rạch Miễu. Khi đi đến đoạn khu phố 4, phường 10, thành phố Mỹ Tho thì bất ngờ va chạm vào xe máy 71B3-17331 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến người này rơi xuống đường, còn chiếc xe vẫn lao thẳng về phía trước. Tiếp đó, xe máy mang biển kiểm soát 54Z4-2677 do một người phụ nữ chưa rõ tên tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới va chạm vào chiếc xe máy không người lái, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng. Hiện vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.